Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái việc cài đặt cái cam V380 nhé. Thì đầu tiên các bạn mở CH Play lên trên điện thoại Android nhé. Trước tiên thì nhớ hãy cắm điện vào cho cái camera của các bạn. Chọn app V380. Đấy, ở đây thì tôi đã cài đặt rồi nên là tôi chỉ việc mở lên thôi. Tôi sẽ quay lại. Quay lại và tìm đến cái app V380 của tôi đã tải về đây rồi. Các bạn chọn vào nó, mở nó lên. Ở đây thì các bạn, một là các bạn sẽ tạo tài khoản, hai là các bạn sẽ chọn cái hình thức gọi là local login. Thì tạo tài khoản thì các bạn sẽ chọn vào quick registration. Đó, ở đây thì các bạn điền cái email của bạn vào nhé. Còn ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn việc cài bằng cái việc local login. Còn bạn nào có email thì các bạn hãy tự đăng ký nhé, theo các bước điền email và rồi next thôi, rồi đăng nhập vào email xác nhận lại cái link của nó gửi về cho các bạn thôi. Đấy, quay lại ở đây tôi chọn local login. Đó, khi bạn vào thì bạn sẽ thấy hai cái dòng này, AP quick config garrison và search for deck, thì bạn chọn cái dòng đầu tiên. Đó, ở đây thì khi bạn cắm điện và cho cam thì cam sẽ khởi động lên một lúc sau, thì vào cái phần này nó sẽ list ra cái ID cam của bạn. Bạn có thể, nếu chưa ra thì bạn có thể bấm refresh để đợi cho nó tìm được cái cam của bạn. Còn nếu nó vẫn chưa ra, bạn thử giữ nút reset đằng sau cái camera. Khi nó phát lên tiếng thì các bạn bỏ ra. Trong quá trình đó thì các bạn cứ bấm nút reset này để nó tìm. Ok, sau khi nó tìm được ra xong thì các bạn chọn nút mũi tên này. Đó, để nó connect tới cái thiết bị là cái camera V380 của chúng ta. Ở đây nó sẽ hiện lên cái bảng yêu cầu các bạn điền cái mật khẩu wifi của mình vào. Các bạn điền mật khẩu wifi của các bạn vào. Xong các bạn lưu lại. Quá trình này nó sẽ tìm kiếm cái tìm kiếm đó và sẽ connect cái wifi cho cái camera của bạn. Và khi cái cam nó phát ra cái tiếng kêu là wifi connecting đấy, có nghĩa là nó đang kết nối. Các bạn đợi một lát. Quá trình này nhanh hay chậm tùy thuộc vào cái điện thoại hoặc mạng của bạn. Nếu nó bị đơ thì các bạn hãy chú ý là tắt cái 3G của mình đi nhé. Đó, sau khi nó hiện được lên như thế này rồi, có nghĩa là nó đã connect được với wifi và connect được với camera và đã báo internet online hoặc LAN offline, à LAN online thì tùy. Sau đó các bạn mở camera lên. Trong lần đầu tiên này nó sẽ yêu cầu các bạn là set cái password. Thì ở đây sẽ bạn các bạn sẽ bấm vào set password. Đợi một chút, ở đây thì các bạn sẽ điền cái password mà bạn mong muốn, nhưng yêu cầu là phải từ 6 ký tự đến 30 ký tự và có cả 6 ký tự trở lên và có cả số và chữ các bạn nhé. Ở đây mình sẽ điền là Đa Phúc 4321. Mật khẩu này thì các bạn điền hai dòng này sẽ giống hết nhau. Đó, là bạn điền là gì thì tùy, nhưng phải có các số và chữ và từ 6 ký tự trở lên. Sau khi điền xong các bạn bấm config. Đợi một chút, nó sẽ save. Đó, sau khi save báo thành công thì các bạn mở camera lên. Đó, như thế là các bạn đã cài đặt được cái cam V380 của các bạn. Chúc các bạn thành công trong việc cài đặt chiếc cam V380 này. Nếu vẫn không thể cài đặt được, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn cho bạn. Nếu vẫn không thể cài đặt được, các bạn vui lòng liên hệ. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào.